Trong những năm qua, huyện Tam Nông đã làm tốt công tác tuyên truyền cùng với các cấp, các ngành chung tay trao tặng miễn phí hàng nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm gánh nặng chi phí trong khám chữa bệnh. Hôm nay, chị Tạ Thị Thu Hiền thuộc diện khó khăn ở khu 5 xã Cù Tiết, huyện Tam Nông, phấn khởi có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã từ rất sớm để nhận thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do công đoàn ngành y tế trao tặng. Đây là lần đầu tiên chị Hiền được cầm trên tay tấm thẻ bảo hiểm y tế. Tôi hôm nay thì đến đây nhận chiếc thẻ y tế này thì tôi rất là phấn khởi ạ. Và chiếc thẻ này có thể giúp ích cho tôi là từ nay trở đi là tôi đi khám bệnh thì sẽ có chiếc thẻ mang theo và tôi cũng tự tin hơn ạ. Cũng trong dịp này, công đoàn ngành y tế trao 377 tấm thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn 6 tháng, tổng giá trị trên 130 triệu đồng cho các hộ khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế tại 4 xã trên địa bàn huyện là Cổ Tiết, Dị Nậu, Hiền Quan và Thượng Nông. Trong 3 năm trở lại đây, huyện Tam Nông đã trao tặng miễn phí gần 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi vận động các cái cơ quan ban ngành khác để tặng cái thẻ bảo hiểm y tế cho người thân hoặc cho những cái người, những gia đình còn có những cái hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi cố gắng để làm sao năm 2019 là phấn đấu đạt và vượt cái kế hoạch, cái chỉ tiêu đã đề ra. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế sẽ góp phần chia sẻ động viên cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giảm thiểu gánh nặng chi phí trong khám và điều trị bệnh.